Xe của mình đang ở trên xe. Vậy à? Mày cất chơi này trong phòng ngủ đúng không Khoa? Không, phòng ngoài chứ. Sao vậy? Kỹ á. Chuyện hiểu rồi. Đây à? Let's go, let's go, let's go. Chung tay phòng chống dịch bệnh 19 tạm dừng biển từ 23/6. Đúng với biển. Đi đâu vậy? Không mà cái chuyện không đi luôn đi. Đi đâu vậy? Ông mình qua mua xong mình về đâu mà. Đây này, ngay đây này. Tụi mình đang tới quảng trường này, đây là quảng trường Vũng Tàu. Đó, các bạn thấy vui không? Vui không? Tôi chè mà phải đôi lúc phải có những trải nghiệm. Có thể nói ở đây là tour đầu tiên. Đây. Thôi đi đi. Thôi. Đấy, giờ kia là coi xe à? Các bạn biết sao không? Có thể nói là đây là tour đầu tiên của mình chạy phân khối lớn. Đi cùng với anh em cảm giác là chạy sướng lắm. Đó. Vũng Tàu, con em các bạn, tuyệt vời. Ở đây có ai Vũng Tàu ở đây, có ai không? Đây giao lưu mình á. Đi đâu rồi? Mua được không à? Này xài sao? Không biết xài. Trong này có số à? Cứ 10 ngàn một chai này cũng được. 10 ngàn chai. Có gì nữa? Rồi giờ tính mua cái gì? Mua đại. Nhớ 20 ngàn đâu? Có 12. À. Mười hai là cái gì? Được rồi, rồi. Nam bạn đã chọn hết hàng. Mười tám mới quay. 18 mà cứ ấn độn 10. À. Rồi rất bận. Hay vậy. Đây là đầu tiên mà tao thấy nước tự động này. Thôi mua 2 chai thì đâu, tao uống nào. Mua 2 chai uống chung là được. Mua 2 chai không cũng hết đâu. Ok. Di chuyển nào. Giờ là 11 giờ sáng rồi. 11:50 chúng ta xuất phát. 12:50 thì có mặt ở đây. Thế nhưng 12 giờ xuất phát rồi. Mày đừng có dí sát mặt tao, khó chịu. Ôi à, dí cho nó mặt kia chứ. Dí mắt rồi, cái mắt rồi nó không tự nhiên. Vậy à? Thế sao không thu không rõ nét thôi. Nó sụ âm thanh nó thu không rõ thôi. Tiếng rõ. Hôm nay thì bạn anh em đi, nhưng mà một hồi sau bạn Thiện có biết là có vấn đề gì lại tắt ý chí đi. Thế là nhờ Kiên với lại bên lúc đầu ý chí cho bạn Thiện lại đi tiếp. Nói chung là tuổi trẻ được bao đo anh em cứ hưởng thụ đi. Sống nay chết mai. Rồi chết mai à? Ờ. Sao mà nhìn hay vô hiểu.
cái chân lộn cái này ra nhá. Cái mày đây. Cái tao ở trước kìa trong kia. Ui chân lộn đấy nhá. À lộn đấy. Đẩy nổi đâu, không thì ta dắt lên kia tí để ta chạy thử đó. Không mà chạy thử cái máy chuẩn bị cái bình. Chuẩn bị cho cái bình nữa. Nước thế mà không có này ta okay. đổ vào chai nước suối này. Ok, để cho cái không bình không có nước, không nước để nước này. Lấy nước uống đã. Thế xe ta có chai nước ngọt giờ. Đây nước ngọt có nước ngọt à? Ừ. Thế coi là tụi mình đi và cả ba chiếc đều phải gần hết xăng các bạn ạ. Bao nhiêu? Chén luôn. Thì vừa rồi là có mấy anh công an anh tới mình hỏi là mình bị xe vậy bảo hết xăng, mấy anh cho mình số điện thoại của LOS để mà điện LOS hỗ trợ. Nhưng mà khi mà điện LOS thì họ lại không bắt máy mà mấy anh công an ấy thì đi rồi. Cho nên là bây giờ là ba anh em mình này bắt buộc phải tự xử lý tình huống này. Trời chiều quá mệt mỏi. Đó. Ờ. Thế giờ mình nghe mình lại mà như mà thằng kia là tờ, thằng kia nó nhìn nó vầy giống như thằng trộm nha.
ta nhìn khám. Không khóa lại được, em phải khóa lại rồi. Đây, đây cầm mũi thằng phải. Bây giờ Thiện đang đi trước kiếm cây xăng rồi, rồi đổ xăng đầy xe, sau là quay hỗ trợ sau. Giờ là hai chiếc này sẽ đi sau, Kiên sẽ đẩy mình đi chiếc Exeter này. Đó, thật sự quá cực luôn. Các bạn nhớ ủng hộ tinh thần mình bằng cách ấn like và subscribe cho mình nhé các bạn nhé, để mình vượt qua khó khăn nhá. Đấy, đây sao đâu? Không sao đâu. Không có không này đúng không? Ok, mình vừa về nhà, có mệt mỏi các bạn ạ. Bờ người ơi, bây giờ là đã là 4 giờ sáng rồi. Bây giờ mình chuẩn bị mình vào thay đồ tắm rửa là nghỉ ngơi các bạn ạ. Để chạy phê lắm, nhưng mà nãy chạy mà xe hết xăng này kia ru lắm luôn đấy, sợ hết xăng dưới đường ấy, là không có ai luôn á. Nói chung là may mắn là thì từ cây xăng nó đổ và về nhà bình an. Chung là tuổi trẻ mà, nhưng mà phải có lúc mày hôm kia thanh xuân mà có những trải nghiệm mà đúng không? Phải lưu giữ những khoảng khắc. Đó. Rồi, nói đây mình mệt rồi, có lẽ mình giờ mình sẽ vào nghỉ ngơi. Các bạn đừng quên ấn cho mình một like và một subscribe để ủng hộ mình các bạn nhé. Chúc các bạn ngủ ngon. Yeah, 4 giờ sáng rồi, đi ngủ thôi. Mình vừa kiểm tra đây có một cái vi kẽm nhỏ các bạn thấy không? Đó. Đây này, chuẩn bị xì ống xe rồi đấy. Mai em đi vé rồi đấy. Ai, chén quá chén. Và mai vé xe rồi. Hồi nãy nè, chiếc này bị này. Bánh trước, bánh sau có, bánh trước có luôn mà mình không có quay bánh trước. Mà mình gỡ ra mình bắt rồi. Nhìn cái bánh xe này. Xe này chạy chung tour hồi nãy mình các bạn này. Đây cho các bạn xem nè. Này thấy các bạn thấy dăm này không? Đó, thấy cái dăm không? Đó. Làm sao mà chiếc trùng hợp được cả hai chiếc đều dính. Xuống tí nữa. Này có vết đinh. Các bạn thấy bực mình không?